Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết. Nhiều ngày nay thì thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long cứ lạnh về đêm và sáng. Ngày thì nắng nhiều và nóng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các diện tích nuôi trồng thủy sản. Không biết là kiểu thời tiết như thế này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, chị Tuyết Ngân? Dạ vâng, chào chị Thiên Nhi cùng quý vị bà con. Dự báo là ít nhất từ 7 đến 10 ngày tới thì kiểu thời tiết như thế này vẫn sẽ còn duy trì ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều diện tích nuôi tôm của bà con đấy ạ. Ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh thì từ đầu tháng 3 cho đến nay đã có gần 43 triệu con tôm sú, tôm thẻ chân trắng với diện tích là hơn 150 hectare đã bị thiệt hại. Chính vì kiểu thời tiết ban ngày thì nắng nhiều và nóng, trong khi đêm thì lại lạnh, đã tạo ra chênh lệch nhiệt độ lớn của môi trường ao nuôi tôm, khiến cho tôm giảm sức đề kháng, nhiễm bệnh và chết. Qua khảo sát và lấy mẫu thì hầu hết tôm chết trong giai đoạn từ 25 đến 55 ngày tuổi do bệnh đốm trắng, bệnh đỏ thân, gan tụy hay là bệnh đường ruột nữa. Dự báo thời tiết ở Trà Vinh trong tuần tới thì vẫn sẽ bất lợi cho bà con nuôi tôm. Ban ngày thì trời vẫn chủ đạo sẽ là nắng nhiều, có ngày lên đến 34 độ, trong khi đêm về sáng thì nhiệt độ lại thấp hơn cả chục độ, chỉ dao động trong khoảng từ 22 đến 24 độ mà thôi. Thế nên nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời thì khả năng diện tích tôm bị chết sẽ còn nhiều hơn nữa. Vì vậy mà Chi cục Thủy sản tỉnh cũng khuyến cáo bà con nông dân phải cần thường xuyên theo dõi và quan trắc nguồn nước. Bên cạnh đó là lưu ý ngay từ khâu mua tôm giống cũng cần thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra nguồn gốc, sức khỏe của tôm nuôi trước khi thả nuôi. Các địa phương khác nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long cũng cần phải lưu ý các khuyến cáo trên, bởi vì dự báo trong 10 ngày tới thì chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn sẽ lớn. Đặc biệt có các ngày từ 15 đến 20 tháng 3 thì có những nơi nhiệt độ nắng nóng lên đến 35 độ, trong khi đêm về sáng thì chỉ dao động từ 22 đến 25 độ mà thôi.